Hai, ta đi lần lượt này. Không biết câu hỏi trắc nghiệm là hôm trước chúng ta đã làm cái gì đâu, cái gì chưa em ha? Câu hỏi trắc nghiệm mình đã làm chưa các em? Làm chưa? Mà liên quan đến cái câu số 3. Câu số 3 đó, người ta nói nguyên tắc giá lịch sử tức là giá gốc nhé, nêu rõ rằng tài sản ban đầu được có những cái đáp án như thế này, thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta đọc và chúng ta hiểu được cái nguyên tắc giá gốc là cái gì đó, thì chúng ta đáp chọn đáp án cho nó đúng. Thế chúng ta chỉ cần mở ra cái định nghĩa về nguyên tắc giá gốc thôi, đúng không ạ? Thì nguyên tắc giá gốc, chúng ta thấy trong đây cái định nghĩa nào là liên quan đến nguyên tắc giá gốc nè. Nguyên tắc giá gốc mà nó nói cái câu A này á, là có thêm cái vế gọi là được điều chỉnh khi giá trị hợp lý thay đổi ấy, thì nó không phải là nguyên tắc giá gốc nha, không phải là nguyên tắc giá gốc, cho nên chúng ta không chọn. Câu B này liên quan đến nguyên tắc hoặc giả định nào đây? Rõ ràng câu B này nguyên tắc